Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng yêu vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên. Tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha, chương 599, kéo cừu hận. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Tại cửa vào của tạo hóa cổ cảnh, hai bên đối đầu nhau. Khương tộc trưởng, ta khuyên ngươi một câu, bây giờ đầu hàng mới là sáng suốt. Phượng hoàng tộc các ngươi làm quá trớn rồi. Thủ lĩnh của tộc Cửu Anh lạnh lùng nói, ánh mắt như rắn độc. Lần này phượng hoàng tộc các ngươi đưa 3 người, chưa kể 2 người trong số đó đã nhận được phần thưởng ở tầng thứ 3, còn 1 người thì mất tích. Những trưởng lão yêu tộc có mặt đều từng vào tạo hóa cổ cảnh, biết rằng cổ cảnh được chia thành 3 tầng, chỉ có vượt qua được tầng thứ nhất mới có thể nhận được phần thưởng cơ bản nhất. Liên minh yêu tộc không vượt qua được tầng thứ nhất bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Ngao Nhạc và những người khác bị chặn lại ở tầng thứ 2, nhận được phần thưởng cơ bản nhất. Mạnh Cảnh Chu, Khương Thi Thi, Tô Liên Nhi nhận được phần thưởng ở tầng thứ 3. Nếu chỉ như vậy thì cũng không sao. Các đời yêu tộc, có yêu tộc thiên tài nhận được phần thưởng ở tầng thứ 3. Vấn đề là có người không rời khỏi bí cảnh. Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ. Tạo hóa cổ cảnh thần bí khó lường, phần thưởng ở tầng thứ 3 đủ hậu hĩnh khiến cả những hợp thể kỳ cũng phải đỏ mắt. Vậy thì nếu có người tiếp tục ở lại bí cảnh sẽ nhận được phần thưởng như thế nào? Tộc Cửu Anh bị nghi ngờ là chủ nợ của Ma Âm Thiên Nữ, thiếu tộc chủ của Cửu Anh, còn hố đám thiên tài yêu tộc của Liên minh yêu tộc trong cổ cảnh. Tộc Cửu Anh bị các yêu tộc lớn ghi hận, họ rất cần chuyển hướng sự chú ý của yêu tộc. Phượng Hoàng tộc chính là mục tiêu tốt nhất. Vì vậy Cửu Anh tộc thậm chí còn mời thủ lĩnh tới gây áp lực. Nếu phượng hoàng tộc các ngươi nguyện đầu quân cho yêu quốc, chuyện này có thể bỏ qua. Thủ lĩnh của Cửu Anh tộc ánh mắt u ám, lộ ra mục đích thật sự của chuyến đi này. Phượng hoàng tộc vốn nằm trong phạm vi đàn áp, thu phục của liên minh yêu tộc. Đáng tiếc là căn cơ của phượng hoàng tộc quá sâu đậm, đế giang thượng cổ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhân cơ hội này, dựa vào sức ép của liên minh yêu tộc thu phục phượng hoàng tộc. Đây là một công lao to lớn. Bỏ qua, khẩu khí thật lớn. Thủ lĩnh của phượng hoàng tộc cười lạnh liên tục, ý đồ của thủ lĩnh Cửu Anh tộc quá rõ ràng. Thủ lĩnh phượng hoàng tộc tên là Khương Hy, là một mỹ nhân xinh đẹp, mặc áo choàng phượng hoàng, cao quý phi phàm, có 3 phần giống như Khương Thi Thi. Phượng hoàng tộc là chủng tộc mẫu hệ, chủ yếu là nữ cường giả. Theo thông lệ, thủ lĩnh đều do nữ giới đảm nhiệm. Thiên tài của tộc ngươi không bằng người khác, ngược lại còn đổ lỗi cho phượng hoàng tộc chúng ta. Nếu không có sự giúp đỡ của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu ở cửa ải đầu tiên, cũng như sự khai sáng mà hành động họ mang lại, Khương Thi Thi làm sao có thể vượt qua được tầng thứ 2, làm sao có được Phượng Hoàng Quan Tường Đô? Đây là bảo vật quan tường mà cổ tổ để lại. Khương Thi Thi vốn có thiên phú phi phàm, lại có thêm bảo vật quan tường này giúp đỡ, chắc chắn sẽ vượt qua độ kiếp. Chỉ riêng chuyện này, Phượng Hoàng tộc bọn họ bảo vệ 2 người này rồi. Xung đột ban đầu là trưởng lão Cửu Anh tộc liên hợp với liên minh yêu tộc gây áp lực lên phượng hoàng tộc. Bên phía phượng hoàng tộc có đồng minh là long tộc và một số chủng tộc đã nhận được sự giúp đỡ của Lục Dương trong bí cảnh, không hề sợ liên minh yêu tộc. Cửu Anh tộc thấy vậy liền gọi thủ lĩnh tới. Phượng hoàng tộc không chịu yếu thế cũng gọi thủ lĩnh tới. Sự phát triển tới bây giờ, thủ lĩnh của các chủng tộc lớn đều đã đến đông đủ, đứng về phía chủng tộc của mình để cổ vũ. Tình hình tiểu sư đệ ta thế nào? 3 ngày rồi vẫn chưa ra. Tam sư tỷ thì thầm hỏi Mạnh Cảnh Chu. Nếu như tiểu sư đệ gặp phải gì trong bí cảnh thì cả đời này nàng sẽ phải dày dứt. Mạnh Cảnh Chu nở nụ cười bất lực. Sư tỷ đừng nói tới chuyện quy tắc của bí cảnh là không được tiết lộ những chuyện trong bí cảnh ra ngoài. Ta không thể nói. Cho dù ta có thể nói thì ta cũng thật sự không biết Lục Dương đang làm gì trong bí cảnh đâu. Sư tỷ cũng không cần phải lo lắng cho hắn. Theo hiểu biết của ta về hắn, hắn ở trong bí cảnh hẳn là an toàn, thậm chí còn thoải mái hơn cả chúng ta ở ngoài. Lục Dương có con át chủ bài, Mạnh Cảnh Chu hiểu rõ nhất. Bên trong có tiên nhân thượng cổ bảo vệ, bên ngoài có đại sư tỷ tượng hình quyền. Nội ngoại kiêm tu, có thể xảy ra cái chuyện gì chứ? Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Thủ lĩnh của Cửu Anh tộc lộ vẻ hung hăng. Hầu hết yêu tộc đều đã gia nhập vào yêu quốc. Đế giang thượng cổ thống nhất yêu vực đã thành định cục. Long phượng hai tộc không nhìn rõ tình hình, còn dám chống cự,
tự mình tốt bụng khuyên họ sớm đầu quân cho yêu tộc, còn bị đối xử như thế này, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Ở đây náo nhiệt thế này sao? Tiếng cười sảng khoái truyền tới từ thiên không. Các thế lực bên ngoài yêu vực đã tới nơi này. Đây không phải là cửu đầu xà sao? Người còn bị ta nhốt ở trong bí cảnh 5 năm, còn nhớ không? Chúng ta đã không gặp nhau hơn 1000 năm rồi nhỉ? Cái tên kia của tộc Đào Ngột, người tên ấy gì nhỉ? Còn nhớ ta không? Ta còn đánh với người nữa kìa. Mạnh Cảnh Chu nghe thấy giọng nói này quen quen, ngẩng đầu lên. Sư phụ. Tam trưởng lão ngồi ở trên mây, vui vẻ kể lại những chuyện xấu của thủ lĩnh cửu anh tộc và những yêu tộc khác. Ngoài tam trưởng lão, còn có đại trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão. Hơn một nửa số trưởng lão của Vấn Đạo Tông đều đến tạo hóa cổ cảnh. Chương 600, đế giang thượng cổ ở đâu, ta đi tìm hắn tính sổ. Cuối cùng cũng đến rồi. Tam sư tỷ thở vào nhẹ nhõm, nàng thấy sự việc có xu hướng ngày càng náo nhiệt, liền liên lạc với đại sư tỷ hỏi nên làm thế nào. Đại sư tỷ trả lời cũng rất đơn giản, ta phái người đi thu hút sự chú ý. Vừa hay yêu quốc sắp thành lập, các thế lực lớn trong tu tiên giới đều phái người tới, Vấn Đạo Tông cũng không ngoại lệ. Đại sư tỷ liền để các trưởng lão đi tham quan đại điển thành lập yêu quốc, giúp đỡ Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Vấn Đạo Tông. Thủ lĩnh của cửu anh tộc nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, tức giận tới mức mặt mày méo mó, bùm một tiếng hóa thành chân thân cửu anh, là thân thể do 9 thôn thiên mãng già tạo thành. Chuyện ngàn năm trước gã vẫn còn nhớ rất rõ, nếu không có đám người này thì gã đã không bị giam cầm trong bí cảnh 5 năm. Gã gần như bị trì hoãn việc tu luyện của mình. Thủ lĩnh của Đào Ngột tộc cũng vô cùng tức giận. Ngàn năm trước gã khí thế ngút trời, là thiên tài được mọi người trong Đào Ngột tộc ngưỡng mộ. Khi gã đang ở thời kỳ đỉnh phong thì đám người Vấn Đạo Tông này bí mật đề xuất muốn đấu thay đổi với mình. Nếu đám người Vấn Đạo Tông này dùng thủ đoạn để thắng mình thì thôi, hết lần này tới lần khác, là quyết đấu công bằng. Gã tài nghệ không bằng người, đã thua lão tam của Vấn Đạo Tông về cả nhục thể lẫn lực lượng. Chuyện này bị gã coi là vô cùng nhục nhã, không nói cho ai biết, gã vì thế mà sa sút một đoạn thời gian dài. Bây giờ lão tam Vấn Đạo Tông lại lôi chuyện này ra công khai ở trước mặt mọi người, sao gã lại chịu đựng cho được? Không chỉ có hai tộc này, ngay cả Ngọc Thú tộc vốn tính tình tốt cũng tỏ ra hung dữ khi nhìn thấy các trưởng lão của Vấn Đạo Tông. Là người của Vấn Đạo Tông, mọi người cùng nhau xông lên. Quần yêu nhìn thấy Vấn Đạo Tông vạch trần những chuyện xấu của chúng từng chuyện một, không màng tới tu dưỡng phong độ gì nữa, cũng không quan tâm tới liên minh yêu tộc, chỉ muốn xông lên bắt giữ họ. Các đại yêu lần lượt lộ ra chân thân, nhất thời yêu ma loạn vũ, yêu khí ngút trời. Đại trưởng lão thấy mục đích đã đạt được, vội kéo mọi người bỏ chạy. Các người có bản lĩnh thì đứng lại. Thủ lĩnh cửu anh tộc liều mạng đuổi theo. Đại trưởng lão nào nghe lời vớ vẩn của thủ lĩnh cửu anh tộc, đạp mây bay đi, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn. Tạo hóa của cảnh náo nhiệt trong nháy mắt trở nên trống trải, chỉ còn lại Tam Sư Tỷ và Mạnh Cảnh Chu nhìn nhau. Ngay cả Phượng Hoàng tộc cũng đuổi theo. Mặc dù Phượng Hoàng tộc không có mối thù sâu biển với Vấn Đạo Tông, nhưng lúc này không đuổi theo thì có vẻ không hợp. Mạnh Cảnh Chu co giật khóe miệng, may mà mình hành sự ở yêu vực rất kiến tiếng, không để lộ ra thân phận đệ tử Vấn Đạo Tông, nếu để lộ ra thì còn gì nữa. Ta giá rồi. Tạo hóa cổ cảnh mở ra, Lục Dương nhảy ra chờ mọi người chào đón. Người đâu rồi? Theo ý của Lục Dương, tự mình tạo nên kỷ lục cổ cảnh tiến vào tầng thứ tư, lẽ ra sẽ có rất nhiều yêu tộc chặn ở lối ra, ép buộc đòi phần thưởng ở cổ cảnh. Đặc biệt là cửu anh tộc, mình ở trong cổ cảnh nhắm vào tần phong của cửu anh tộc, cửu anh tộc bên ngoài chẳng phải sẽ coi mình là mục tiêu tấn công hay sao? Đầu tiên là tần phong đấu thay đổi với mình, nói rằng kẻ thắng làm vua. Sau đó tần phong thất bại, trưởng lão cửu anh tộc ra tay, ỷ lớn hiếp nhỏ. Bấy giờ phượng tộc đứng ra ủng hộ mình, chặn đứng cuộc tấn công của các trưởng lão cửu anh tộc. Sẽ tới khả năng thêm dầu vào lửa của cửu anh tộc, những người trong liên minh yêu tộc đều đứng về phía cửu anh tộc, nói rằng cái gì mà đức không xứng với vị trí, một kẻ hậu bối như người không có tư cách nhận được bảo vật quan trọng ở trong cổ cảnh, mau giao ra đây, tha cho ngươi một mạng, dám làm nhục người của liên minh yêu tộc chúng ta, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, vân vân. Phượng tộc thì không địch lại được liên minh yêu tộc, mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm,
Lúc này Khương Liên Y tiền bối xuất hiện chống lưng cho mình, mắt vượng trừng trừng tỏa ra uy áp bán tiên, nói: "Ta xem ai dám động đến hắn." Sau đó đại sát tứ phương, uy hiếp thiên hạ, thật là sung sướng biết bao. Sao vừa mới ra khỏi cửa đã là lão mạnh và tam sư tỷ rồi. Khương Liên Y thấy bên ngoài không giống với kế hoạch của Lục Dương, liền không đợi tín hiệu của Lục Dương nữa, chủ động bước ra khỏi cổ cảnh. Nàng mặc một chiếc váy dài màu đỏ rực rỡ, dáng người cao ráo, vẻ mặt lạnh lùng, khiến người ta nảy sinh lòng kính sợ. Mạnh Kiền Chu ngẩn ra, sao lại có thêm người nữa rồi? Sao hắn ta lại chưa từng gặp qua người này trong bí cảnh nhỉ? Người phản ứng còn lớn hơn Mạnh Kiền Chu chính là tam sư tỷ, giọng nàng run rẩy: Ngài là phượng tổ thời thượng cổ sao? Bên trong phượng tộc có hình ảnh của tổ tiên, tam sư tỷ đã từng gặp ở phượng tộc. Người mà sư đệ mang ra ngoài này trông giống như bước ra từ bao trong bức tranh cổ vậy, giống hệt nhau. Không, thậm chí còn sinh động hơn cả hình ảnh ở trong bức tranh. Tam sư tỷ rất thích khảo cổ, một người thượng cổ sống sờ sờ xuất hiện, lại còn là phượng tổ thời thượng cổ nổi tiếng, vô số truyền thuyết, làm sao không khiến nàng kích động cho được. Ngay sau đó tam sư tỷ bình tĩnh: không đúng, dù sư đệ có may mắn đến đâu thì cũng không thể tìm thấy phượng tổ thượng cổ được. Đây hẳn là một phân thân, hóa thân hoặc thứ gì đó tương tự như phượng tổ thời thượng cổ để lại. Ta chính là Khương Liên Y. Bạch Tính ở thành trì tầng thứ 3 đều nói tiếng hiện đại, Khương Liên Y dùng thần thức quét một cái là học được ngay. Nghe Khương Liên Y tự giới thiệu, trái tim của tam sư tỷ đập chậm lại một nhịp, quả nhiên là phượng tổ thượng cổ trong truyền thuyết. Mạch Cảnh Chu nhìn Khương Liên Y và Lục Dương như nhìn thấy ma, vẻ mặt không thể tin nổi. Tiểu tử ngươi làm sao vậy? Đi một chuyến tới cổ cảnh mà đến cả phượng tổ cũng gọi ra được rồi sao? Tam sư tỷ kích động hỏi. Trong truyền thuyết ngài đã phi thăng rồi, ngài là niết bàn trùng sinh trở về sao? Khương Liên Y không biết trả lời ra sao. Chuyện niết bàn trùng sinh mà cũng truyền tới thời điểm này rồi sao? Trả lời bằng thuật giả chết nằm im tới giờ thì lại làm tổn hại tới hình tượng của ta không? Nàng lạnh nhạt nói. Chuyện này đừng nói, chỉ có ba người các ngươi biết chuyện ta sống lại. Ba người liên tục gật đầu. Đúng rồi, phượng tộc và những tộc khác nữa đâu? Lục Dương thầm nghĩ mình đã đánh thức phượng tổ, thêm cả mối quan hệ với bất hủ tiên tử này nữa, mình làm phượng tổ thứ hai thì không có vấn đề gì chứ. Tam sư tỷ kể lại chi tiết những chuyện xảy ra từ khi Lục Dương vào cổ cảnh cho tới khi rời khỏi cổ cảnh. Khương Liên Y cau mày có chút không vui. Chu Thiên to gan thật, vậy mà dám dùng đạo quả hình thức ban đầu để khống chế phượng tộc ta, tưởng ta không còn nữa sao? Chu Thiên chính là tên đế giang thượng cổ, tộc đế giang toàn thân đỏ rực, lấy Chu làm họ, cùng là người sở hữu đạo quả mạnh được yếu thua hình thức ban đầu. Khương Liên Y bị đạo quả hình thức ban đầu gieo ân ký chủ tớ, điều đó có nghĩa gì? Đây chính là sự khống chế tuyệt đối của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, ngay cả sự sống và cái chết cũng chỉ là trong khoảnh khắc. Ở thời thượng cổ, ngay cả nàng cũng chưa từng làm như vậy. Không ngờ ở thời đại tiên nhân không xuất hiện này, Chu Thiên lại trở nên có gan hơn, không chỉ muốn thống nhất yêu tộc mà còn muốn khống chế cả phượng tộc. Nếu căn cơ của phượng tộc mỏng hơn một chút thì chỉ sợ đã sớm bị khống chế rồi. Chu Thiên ở đâu? Ta đi tìm hắn. Nàng vốn là người nóng tính, Chu Thiên sắp cưỡi lên đầu phượng tộc rồi, thật sự tưởng nàng đã chết rồi sao? Lục Dương giật mình, trong không gian tinh thần lén lút hỏi. Tiên tử, người không phải nói rằng người ngủ say tỉnh lại sẽ giảm thực lực rất nhiều, cần phải có đủ thời gian để hồi phục sao? Khương tiền bối vừa mới tỉnh, có đánh lại được đế giang thượng cổ không? Nói đùa, đừng nhầm lẫn nghệ thuật giả chết của tiên nhân với những thủ đoạn linh tinh đó. Khi người thực hiện thuật giả chết, sức sống hoàn toàn bị khóa trong cơ thể, thực lực hiện tại của Khương Liên Y giống như thời thượng cổ, vẫn đang ở trạng thái đỉnh phong. Bất hủ tiên tử chống nạnh, đặc biệt tự hào về thuật giả chết của mình. Xác định được thực lực của Khương Liên Y không hề suy giảm, Lục Dương càng thêm cung kính, vội vàng khuyên can. Tiền bối đừng vì chuyện này mà tức giận, hỏng mất thân mình. Tung tích của Chu Thiên tiền bối khó tìm, nhưng đại điển lập quốc sắp được tổ chức, Chu Thiên tiền bối là quốc chủ, chắc chắn sẽ tham gia. Chúng ta đến đó tìm Chu Thiên là được. Cũng được, Lục Dương tốt bụng khuyên. Còn một chuyện nữa, bộ y phục mà ngài mặc quá phô trương, chỉ sợ còn chưa kịp tham gia đại điển đã bị người ta nhận ra. Chu Thiên tiền bối biết ngài đến, e rằng sẽ ẩn núp đi. Ngài có muốn cân nhắc tới việc ngụy trang đơn giản một chút không?
Không nói tới thân phận của Khương Liên Y, chỉ riêng dung mạo xếp thứ 3 trong thập đại mỹ nhân thượng cổ của nàng, chỉ cần xuất hiện là có thể thu hút vô số ánh mắt, đi đến đâu cũng là tiêu điểm. Hơn nữa bên trong phượng tộc đều có hình ảnh của Khương Liên Y, nếu như không xảy ra chuyện gì thì mới là lạ. Khương Liên Y suy nghĩ một chút, đúng là như vậy. Nàng lấy ra một chiếc áo choàng đen từ nhẫn chữ vật khoác lên người, động tác thuần thục, không biết đã làm bao nhiêu lần. Sao ta lại vô thức làm thế nhỉ? Khương Liên Y ngẩn người, có chút khó hiểu. Với tính cách của nàng mà nói, làm việc chưa bao giờ phải che che giấu giấu, không nên thường xuyên mặc áo choàng chứ. Điều này rất không hợp lý. Bất Hủ Tiên Tử không hề bất ngờ, truyền âm giải thích cho Khương Liên Nhi. Trước đây ta thường dẫn ngươi và Tiểu Linh đi đấu giá để đóng giả heo ăn thịt hổ, lúc đó bà chúng ta đều mặc áo choàng. Tam sư tỷ lấy ra một tấm đà thú, mời Khương Liên Y ngồi lên. Lên đường tới tộc đế giang. Bốn người lên đường, trên tấm giả thú, Bất Hủ Tiên Tử đang nhàn rỗi, đột nhiên suy nghĩ một chuyện. Cách xưng hô giữa ngươi và Liên Y có phải không ổn không? Liên Y gọi ta là tỷ tỷ, Lục Dương gọi nàng là tiền bối, Liên Y gọi ngươi là Lục Dương. Thế có vấn đề gì sao? Lục Dương thấy không có vấn đề gì, nếu không gọi thì gọi là gì? Gọi là Liên Y tỷ sao? Không đúng, không đúng, thế hệ này loạn rồi. Mặc dù ta không nhận Liên Y làm đồ đệ, nhưng là sư đồ thực chất. Lục Dương ngươi là nhị đương gia của Bất Hủ nhất mạch, cộng thêm là đồ đệ của Bán Tiên, theo quy định của môn phái thì địa vị của ngươi cao hơn Liên Y. Vậy nên ngươi là đại sư huynh của Liên Y. Khương Liên Y gật đầu. Ta nghe theo Bất Hủ Tiên Tử. Đại sư huynh thì sao? Lục Dương cạn lời. Tiền bối, người đừng có nói nữa. Ta sợ Kỳ Lân Tiên đột nhiên xuất hiện từ sau lưng ta. Còn có Liên Y tiền bối, người đừng có làm bậy. Mệnh cách của ta nông cạn, không chịu nổi cách xưng hô này đâu. Chương 601. Người mới của Thiên Đình Giáo. Tam sư tỷ điều khiển tấm giả thú 5 ngày, cuối cùng cũng tới được địa điểm tổ chức đại điển khai quốc của yêu quốc. Ban đầu nơi này là một dãy núi trùng điệp, sau nỗ lực của liên minh yêu tộc, nơi này đã trở thành bình nguyên, là một tòa đế thành sừng sững, mọc lên đứng sừng sững trên bình nguyên. Thành trì được đúc bằng kim loại rất nổi bật trong yêu vực hoàng giã. Ngọn núi lớn sừng sững, được bao quanh với những ngọn núi, và thành trì kim loại trắng lệ đứng ở những ngọn núi xung quanh, rất dễ thấy. Thành trì kim loại toàn thân đen xì, một màu đen kịt khiến người ta ngạt thở, vô cùng răn đe. Gần đến đại điển khai quốc, phàm là thế lực nào có hợp thể kỳ đều được mời. Đại đa số các thế lực đều đến thành trì kim loại trước, cộng thêm tộc nhân của liên minh yêu tộc đóng quân ở đây, thành trì kim loại trở nên vô cùng náo nhiệt. Đại hạ, Đông Hải, yêu quốc, các tu sĩ tản mát khắp nơi tụ họp tại đây. Toàn bộ thế lực của tu tiên giới đều đến đây để nhìn thấy. Ban đầu khi tổ chức lễ kỷ niệm thành lập Vấn Đạo Tông, Lục Dương đã nhận ra tất cả các tông môn lớn của đại hạ. Lần này lại có thêm nhiều thế lực lớn mà hắn không quen biết. Dù sao thì yêu vực cũng hỗn loạn hơn 30 vạn năm, đột nhiên nói muốn lập quốc, ai cũng muốn nhìn thấy khoảnh khắc lịch sử này. Người lập quốc càng không tầm thường, đế giang chu thiên thượng cổ, đây chính là Bán Tiên sống từ thời thượng cổ tới nay. Phàm là ai từng nghiên cứu lịch sử thượng cổ đều biết tới danh tiếng của vị này. Yêu Thành, trên cổng thành của Kim Thành treo hai chữ lớn Yêu Thành. Nhìn thấy hai chữ này, một luồng khí tức hỗn mang ập tới, khiến người ta ngửi thấy mùi bụi thời gian cổ xưa trong lịch sử. Tiểu Lục, Tiểu Mạnh, bên này, bên này. Lục Dương cùng mọi người hạ cánh xuống trước cổng Yêu Thành, nghe thấy tiếng truyền âm của đại trưởng lão. Nhìn bên trái. Hai người ngoảnh đầu, nhìn thấy đại trưởng lão và tam trưởng lão đang ngồi xổm ở bên đường. Đại trưởng lão và tam trưởng lão rất nổi bật, yêu tộc đi ngang qua đều trừng mắt nhìn họ. Vì luật lệ của Yêu Thành không được ra tay, chỉ có thể phẫn nộ tiến vào Yêu Thành. Đại điển khai quốc sắp diễn ra, xảy ra tranh chấp gần Yêu Thành, đó là tát vào mặt đế giang tộc. Cho dù có thủ với Vấn Đạo Tông, cũng không dám lúc này gây thù chuốc oán. Dựa vào nguyên nhân này, đại trưởng lão và tam trưởng lão mới dám lộ diện. Yêu Thành có tổng cộng 4 cửa, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, canh giữa 3 cửa còn lại. Biết được ở Đông Thành Môn đã tìm thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, ba vị trưởng lão liền hội tụ tại đây. Năm vị trưởng lão, các người trốn thoát thành công sao? Mạnh Cảnh Chu nhớ tới lúc truy đuổi của năm vị trưởng lão, yêu tộc tức tới mức muốn đốt cháy cả tình huyết. Tình huống như vậy mà vẫn có thể trốn thoát được sao? Đại trưởng lão vuốt râu cười lớn.
Năm người chúng ta dám tới yêu vực đương nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, muốn đuổi kịp chúng ta, đợi đến khi bọn họ tu luyện tới độ kiếp kỳ rồi hãy nói. Năm vị trưởng lão đã lâu không gặp. Tam sư tỷ lịch sự chào hỏi. Cam Điền, gần trăm năm không gặp, xem ra ngươi ở yêu giới thu hoạch được rất nhiều. Chỉ sợ tu vi của ngươi là cao nhất trong số người cùng lứa, ngươi đã là luyện hư đỉnh phong, rất nhanh là có thể đuổi kịp tiểu đái. Đại trưởng lão cười lớn. Cam Điền nha đầu này chăm chỉ học hỏi, lúc còn ở Vấn Đạo Tông tu luyện thường xuyên, đến chỗ bọn họ tâm hòa nộ phóng, hoàn toàn là hai thái cực với Diệp Tử Kim làm người tức giận. Đều là đệ tử của Bất Ngữ đạo nhân, sao lại chênh lệch lớn như vậy? Luyện hư đỉnh phóng. Lục Dương và Mạch Cảnh Chu đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Tam sư tỷ là hợp thể kỳ. Không phải nói rằng tu vi luyện hư kỳ dao động rất lớn sao? Sao lại không biểu hiện ra trên người Tam sư tỷ nhỉ? Đương nhiên là luyện hư đỉnh phong. Bất Hủ tiên tử lười biếng nói. Các người không để ý thấy nha đầu này từ đầu đến cuối đều không tự mình ra tay, mà là sử dụng pháp bảo sao? Sau khi được nhắc nhở chuyện này, Lục Dương đột nhiên phản ứng lại. Trên đường Tam sư tỷ hoặc là dùng cổ cầm thú ra, hoặc là dùng ẩn thân phù, chưa từng thấy nàng sử dụng thủ đoạn như pháp thuật. Nha đầu này lợi dụng lúc tu vi của mình dao động ở hợp thể kỳ, truyền pháp lực vào pháp bảo, giữ trữ trước, đợi đến khi tu vi giảm xuống, pháp bảo vẫn có thể sử dụng được bình thường. Lục Dương nhớ lại, Lô Cắn và Lão Mạnh tham gia kỳ tuyển sinh của tông môn, Lão Mạnh đã mang theo vài món pháp bảo dự trữ pháp lực trước, đều là mang từ nhà ra. Đợi tới khi người tới luyện hư kỳ, có thể thử dùng cách này để tự bảo vệ mình. Mặc dù vậy, Lục Dương cũng cảm thấy Tam sư tỷ đủ gan dạ. Tu sĩ ở luyện hư kỳ đều sẽ lựa chọn bế quan, ẩn cư, hóa phàm, khoa cử làm quan, ngồi tu, vân vân. Nói tóm lại là làm sao an toàn thì làm như vậy. Đâu giống như đại sư tỷ, ở yêu vực nguy hiểm lại nhảy nhót tung tăng, còn có sức lực dẫn theo bọn họ xuống mộ cổ khảo cổ. Lục Dương đã tìm hiểu một số thông tin về luyện hư kỳ. Hắn nghe nói Bất Ngữ đạo nhân thường vượt qua giai đoạn suy yếu của luyện hư kỳ trong ngục tối. Chương 602. Ta chính là phượng tộc cổ tổ trong miệng các ngươi. Có mấy trưởng lão trong tông môn ngoan ngoãn không ra ngoài, các sư huynh sư tỷ có không ít người lựa chọn giả làm người phàm, ăn ở cùng với phàm nhân, sau khi gặp nguy hiểm thì bộc lộ tu vi để tỏ vẻ trang bức một chút. Phương pháp không giống nhau. Tiên tử, người đã vượt qua luyện hư kỳ như thế nào? Lục Dương tò mò, rất không tưởng tượng được theo tính cách của Bất Hủ tiên tử mà lại bế quan ẩn cư. Thời kỳ thượng cổ cục diện hỗn loạn, con đường giả là một người phàm ngồi tù e rằng không thực hiện được. Đơn giản thôi, luyện chế phân thân, tu vi của ta lúc lên lúc xuống, tu vi của phân thân cũng lúc lên lúc xuống. Xét về xác suất, ta và phân thân không thể ở cùng trong giai đoạn suy yếu, luôn có một người có tu vi ở mức cao hơn. Lục Dương suy nghĩ thấu đáo. Nếu như người và phân thân đều ở trong trạng thái suy yếu thì sao? Bất Hủ tiên tử cảm thấy câu hỏi này của Lục Dương thật ngốc nghếch, đương nhiên là trả lời. Đương nhiên là luyện chế thêm vài phân thân. Có lý. Vị này là... Đại trưởng lão đã sớm chú ý tới người mặc áo choàng đen đi sau Lục Dương, vẫn luôn hàn huyên, chưa kịp hỏi lai lịch. Dưới lớp áo choàng đen truyền tới giọng nói lạnh lùng và trong trẻo, trả lời không chút do dự. Lục Dương là sư huynh của ta. Lục Dương nhanh mồm nhanh miệng, vội vàng nói. Vị này là người mới của Thiên Đình giáo chúng ta. Khái niệm Thiên Đình giáo là khái niệm do Ngũ Tiên thượng cổ cố lừa gạt hậu nhân bịa ra. Đương nhiên Khương Liên Y đã từng nghe qua danh từ Thiên Đình. Cộng thêm Bất Hủ tiên tử đảm nhiệm chức vị giáo chủ của Thiên Đình giáo, khi Lục Dương mời nàng gia nhập Thiên Đình giáo, nàng đã rất vui vẻ đồng ý. Chuyện về xưng hô sư huynh, Bất Hủ tiên tử kiên trì cho rằng Lục Dương thuộc đệ tử nội môn, Khương Liên Y thuộc đệ tử ngoại môn. Lục Dương coi như là sư huynh của Khương Liên Y, Khương Liên Y kiên trì gọi Lục Dương là sư huynh, Lục Dương kiên trì cho rằng Khương Liên Y là tiền bối. Chỉ có thể nói là mỗi người có sự kiên trì riêng. Có người mới đến sao? Thất trưởng lão vui vẻ. Ông ta tin tưởng vào con mắt nhìn người của Lục Dương, người mà hắn kéo vào Thiên Đình giáo chắc chắn là đáng tin cậy. Thất trưởng lão tay chống sau lưng đi tới đi lui, già nua nghiêm trang nói. Lão phù gia nhập Thiên Đình giáo sớm hơn ngươi, coi như là tiền bối của ngươi. Nếu ngươi gặp phải điều gì không hiểu, cứ hỏi lão phù. Những chuyện về tu hành cũng vậy, lão phù vẫn có chút tầm đắc đối với phương diện tu luyện.
Mạnh Kiền Chu, Tam sư tỷ không biết nói gì. Được, về phương diện tu luyện đúng là có chút vấn đề, ta đã mắc kẹt ở một cảnh giới khá lâu mãi vẫn không thể đột phá. Đại trưởng lão gật đầu. Thì ra là gặp phải bình cảnh, cũng thường gặp thôi. Ta có đan dược có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh. Không phải bình cảnh, là có người đi trước ta cho nên ta không thể đột phá. Đại trưởng lão hiểu ra, xem ra tân nhân này đã tu luyện công pháp đặc biệt. Loại công pháp đặc biệt này rất phổ biến ở Đại Càn Vương Triều, Đại Ngu Vương Triều, chủ yếu là biểu hiện ở tiến độ công pháp của tu sĩ đi trước sẽ hấp thu tu sĩ tu luyện công pháp phía sau, kẻ thắng sẽ được tất. Đến thời Đại Hạ Vương Triều, do loại công pháp này quá tàn nhẫn, tu sĩ cũng không phải là không có công pháp tu luyện, nên không còn tu luyện loại công pháp này nữa. Đổi môn phái tu luyện lại thì sao? E rằng không được. Nếu tu luyện lại thì ta không đảm bảo có thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại. À, vậy thì không được. Người cứ nói xem là ai đi trước người, ta bảo hắn tu luyện lại. Khương Liên Y có chút lo lắng. Nhưng người đó rất mạnh. Là độ kiếp kỳ sao? Không phải. Nghe không phải độ kiếp kỳ, đại trưởng lão liền yên tâm. Ông ta vỗ ngực đảm bảo. Chỉ cần không phải độ kiếp kỳ, ta tùy tiện đánh. Vấn Đạo Tông cửu tử có ai không phải là người nổi tiếng về chiến lược đâu. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, đi vào thành rồi nói tiếp. Đại trưởng lão nói, bọn họ nói chuyện như vậy ở cổng thành thì không được hay cho lắm. Cho dù có dùng pháp môn tĩnh âm thì cũng không chắc chắn. Lỡ có tù sĩ độ kiếp kỳ nào đi ngang qua nghe thấy thì sao? Liên minh yêu tộc chuẩn bị khá đầy đủ. Bọn họ đã sắp xếp cả chỗ ở cho từng thế lực. Vấn Đạo Tông là một trong ngũ đại tiên môn, càng được sắp xếp cả một tầng trọ. Bên trong yêu thành càng thêm phồn hoa, đủ loại tu sĩ không kể xiết. Ngoài tu sĩ bản địa yêu vực, còn có tu sĩ đặc điểm của loài cá, là hải tộc tới từ Đông Hải, hòa thượng đầu trọc sáng bóng, ăn mặc giản dị tới từ Kim Sắc Phật Quốc, lông lá rậm rạp là tán tu tới từ cực bắc chi địa. Ánh mắt của Khương Liên Y dừng lại trên người của hòa thượng Phật Quốc một lát. Lục Dương đột nhiên nhớ ra, Phật môn là do ngũ tiên thượng cổ bịa ra, thời thượng cổ không có tu sĩ Phật môn. Lục Dương chuyển âm cho Khương Liên Y, kể lại tình hình Phật môn hiện nay, hắn cũng không biết nhiều, chỉ biết được đại khái. Thì ra là vậy, không ngờ câu chuyện bịa ra ban đầu lại lưu hành rộng rãi như vậy trong tu tiên giới. Khương Liên Y hơi ngạc nhiên, lúc ngũ tiên thượng cổ bịa ra câu chuyện này, nàng cũng ở bên cạnh nghe, thi thoảng còn chen vào vài câu. Tính ra như vậy thì nàng cũng được coi là người sáng lập Phật môn. Lục Dương xòe tay. Dù sao thì cũng đã quá lâu rồi, những câu chuyện thời thượng cổ đều đã biến thành truyền thuyết, khó mà phân biệt được thật giả. Ồ, cũng không thể gọi là thật giả được, chỉ là đã trải qua một loạt các nghệ thuật gia công, có chọn lọc khi miêu tả những câu chuyện thượng cổ. Đợi tới khi tới khách điếm, đại trưởng lão vẫn không ngừng tự khen mình. Dù sao cũng hiếm khi gặp được tân nhân của Thiên Đình giáo, lần này nhất định phải thỏa mãn cơn nghiện làm thầy. Không phải ta khoác lác, trong tu tiên giới hiện nay trình độ luyện đan của ta có thể coi là đứng đầu. Nếu người có nhu cầu về đan dược cứ tìm ta. Ngũ trưởng lão không cam lòng để lão thất cướp mất hào quang cũng nói, trình độ luyện khí của ta có thể nói là tuyệt đỉnh, nói là đệ nhất tu tiên giới thì cũng không quá. Thấy ngươi là tân nhân của bản giáo, nếu thiếu pháp bảo ta sẽ giúp ngươi luyện một cái. Khóe môi của Khương Liên Y cong lên một nụ cười. Lời nói của ngũ trưởng lão khiến nàng nhớ tới một người quen. Luyện khí sư sao? Thật khéo, ta cũng quen một luyện khí sư, hắn cũng tự xưng là đệ nhất tu tiên giới. Ngũ trưởng lão nhướng mày. Ngông cuồng như vậy, sau này gặp nhất định phải cho hắn biết ai mới là luyện khí đệ nhất. Đúng rồi, vẫn chưa nói, người tên gì nhỉ? Khương Liên Y. Cái tên này sao nghe quen thế? Tam trưởng lão gãi đầu. Tứ trưởng lão là nho tu, học rộng hiểu nhiều, giống tên cô tổ phượng tộc. Với tư cách là trưởng lão của Thiên Đình giáo, thất trưởng lão làm ra vẻ hiểu biết và khen ngợi. Đây là một cái tên hay. Theo học thuyết may mắn, tên của ngươi giống với cổ tổ phượng tộc, có thể nhiễm khí vận mệnh của cổ tổ phượng tộc, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của ngươi, sau này đột phá độ kiếp kỳ cũng không phải là không thể. Khương Liên Y do dự một chút, suy nghĩ trên đường đi. Bất Thù Tỷ Tỷ và Lục Dương sư huynh đều thề thốt chắc chắn rằng những người của Vấn Đạo Tông đều rất đáng tin, liền cởi mũ trùm đầu để lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp. Phượng tộc cổ tổ! Đại trưởng lão đột nhiên trợn to mắt, giật mình, không kiềm chế được giọng nói, hét lên thất thanh, lui về phía sau 3 bước. Lúc còn trẻ,
Ông ta đã lén tới Phượng tộc tham quan cổ mộ, từng thấy tượng của Phượng tộc cổ tổ. Tam sư tỷ có thể tự do ra vào các cổ mộ và các tộc, kinh nghiệm và bản đồ mà đại trưởng lão truyền thụ có công không nhỏ. Thất trưởng lão không hài lòng, quay đầu nhìn đại trưởng lão. Đương nhiên ta biết nàng cùng tên với Phượng tộc cổ tổ. Nàng ta chính là cổ tổ Phượng tộc đấy, ta từng thấy tượng của nàng ở Phượng tộc. Thất trưởng lão cười lớn, không tin. Lão đại, ngươi thật hài hước. Ngay sau đó, hai mắt của ông ta trợn ngược, ngã phịch xuống đất, bị dọa cho ngất đi. Ông ta vừa mới nói gì nhỉ? Nói cổ tổ Phượng tộc về phương diện tu luyện có vấn đề thì tìm ông ta sao? Vài thời thần sau, thất trưởng lão tỉnh lại, vẫn là vẻ mặt không thể tin nổi, nghi ngờ mình đang nằm mơ, còn tự tát mình hai cái. Là cổ tổ Phượng tộc truyền thế tu luyện lại sao? Đại trưởng lão cẩn thận hỏi, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sự tồn tại của Lý Hạo Nhiên đã cho ông ta biết khái niệm truyền thế. Chưa từng nghe nói tới chuyện truyền thế tu luyện lại là cái gì. Ta chính là cổ tổ Phượng tộc mà các người nhắc tới. Trước đây vẫn luôn ngủ say trong bí cảnh. Mấy ngày trước, ta được Lục Dương sư huynh đánh thức, tắm lửa trùng sinh, trở về nhân gian. Đại trưởng lão hít vào một hơi thật sâu. Cổ tổ Phượng tộc, nhân vật cấp huyền thoại. Lục Dương đào vị lão đại này từ đâu ra vậy? Còn lừa được người ta tới thiên đỉnh giáo, lợi hại hơn sư phụ của ngươi nhiều. Lão cửu ngày nào cũng ra ngoài lừa bịp, lừa đảo còn chưa cao tay bằng ngươi. Quay về sẽ để lão cửu bái ngươi làm sư phụ. Đợi đã, ngươi gọi Lục Dương là cái gì? Lục Dương vội vàng ngăn ở giữa, ngăn chặn việc thảo luận chủ đề này. Không có gì, không có gì đâu, là Liên Y tiền bối nói nhầm thôi. Đại trưởng lão run rẩy nhìn Khương Liên Y. Hóa ra ngươi vừa mới nói tới bình cảnh rồi. Là bình cảnh tới bán tiên sao? Người trước đây nói có người đi trước ngươi. Ngươi không thể đột phá, người đó là ai? Kỳ Lân Tiên, theo cách nói hiện nay, có lẽ gọi là Yêu Tiên. Thất trưởng lão cạn lời. Ta vừa mới nói, chỉ cần không phải độ kiếp kỳ, ta đều đánh được sao? Vẻ mặt của ngũ trưởng lão không khá hơn đại trưởng lão là bao nhiêu. Vừa rồi ông ta cũng nói không ít lời hùng hồn. Người vừa mới nói, người cũng quen một người tự xưng là luyện khí đệ nhất đảo. Ứng Thiên Tiên, ngũ trưởng lão suy chút nữa thì ngất đi. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão im lặng, may mà vừa rồi họ không nói gì. Vậy thân phận của ngươi ở thiên đình là? Một trong tứ ngự của thiên đình, Nam Cực Niết Bàn Đại Đế. Ngũ vị trưởng lão hít sâu một hơi. Họ tham gia đại lễ thành lập quốc gia của yêu quốc là có ý định mở rộng tầm mắt, nhưng thật không ngờ mở rộng tầm mắt sớm như vậy. Chương 603, mục đích trở nên mạnh mẽ. Nam Cực Niết Bàn Đại Đế là kết tinh trí tuệ chung của ba người trong sư môn của Bất Hủ Tiên Tử. Nam Cực là tiền tố do Bất Hủ Tiên Tử nghĩ ra, Niết Bàn là đặc điểm do Lục Dương nghĩ ra, còn Khương Liên Y thì suy nghĩ việc đế giang thượng cổ dám tự xưng là yêu đế, nàng không thể có danh hiệu yếu hơn đế giang thượng cổ, nên đã lấy một danh hiệu tôn kính là Đại Đế. Trước khi lên đường, năm vị trưởng lão đã chuẩn bị để được diện kiến đế giang thượng cổ trong truyền thuyết. Đây chính là một vị bán tiên thượng cổ bằng xương bằng thịt, là một nhân vật vĩ đại, đúng nghĩa. Còn vài ngày nữa mới tới ngày khánh điển, nhưng thuận đường đón Lục Dương tới Yêu Thành để mở mang tầm mắt. Sao chỉ trong chốc lát mà lại đảo ngược rồi? Hơn nữa tại sao Phượng tộc cổ tổ lại gia nhập thiên đình giáo, còn là một trong tứ ngự? Chẳng lẽ thiên đình không phải là bịa đặt? Thời thượng cổ thật sự có thiên đình, thiên đình giáo của họ thật sự là tổ chức thời thượng cổ sao? Dù ngũ vị trưởng lão đã du ngoạn khắp thiên hạ, từng nhìn thấy nhiều kỳ tích của tiên giới, nhưng nói tới việc diện kiến cường giả cấp bán tiên thì đây là lần đầu tiên, đặc biệt là trong tình huống gần gũi như vậy. Khương Liên Y giơ tay ra hiệu cho năm vị trưởng lão không cần quá căng thẳng. Sự tồn tại của thiên đình giáo vẫn cần sự ủng hộ của chư vị tiền bối. Ấy, không dám, không dám. Trước đây khi họ chưa biết, họ còn có thể tự xưng là tiền bối để thỏa mãn cơn nghiện. Nhưng bây giờ đã biết thân phận của Khương Liên Y, thì còn ai dám ở trước mặt vị đại nhân này mà làm tiền bối nữa. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử nhìn thấy cảnh này mà vui vẻ lăn lộn ở trên mặt đất. Đúng đúng đúng, chính là phản ứng này. Lúc đầu khi ba người chúng ta là Liên Y, Tiểu Linh và ta che giấu thân phận để đi đấu giá hay gì đó, thì mục đích chính là để làm cái điều này này. Lục Dương cạn lời. Khi Khương Liên Y và năm vị trưởng lão đang nói chuyện, Lục Dương đã tốt bụng nhiều lần muốn giới thiệu thân phận của Khương Liên Y
nhưng đều bị bất hủ tiên tử ngăn cản. Hóa ra là vì cái lý do này. Liên Y tiền bối quả nhiên là đệ tử ký danh của ngươi, quên đi đoạn ký ức này cũng có thể khiến năm vị trưởng lão lộ ra vẻ mặt này, là do vô sự tự thông hay do trí nhớ của cơ bắp? Bất hủ tiên tử hừ lạnh một tiếng, lật đật như cá chép, bật dậy khỏi mặt đất, phủi sạch bùn đất ở trên người, nghiêm trang dạy dỗ nhị đương gia, chỉ bảo tu hành. Thấy chưa, đây chính là mục đích của việc trở nên mạnh mẽ. Nghe lời tiên nhân dạy bảo, Lục Dương thầm nghĩ, xem ra cảnh giới của mình vẫn chưa tu luyện tới nơi tới chốn, đến giờ rồi mà vẫn dễ dàng bị tiên nhân mê hoặc. Tin rằng bất thủ tiên tử có thể nói lời nào đó giàu triết lý, cuối cùng cũng gặp được nhân vật vĩ đại thời thượng cổ. Tam trưởng lão vừa rồi nói một câu muốn hỏi, gần đây ông ta chuyên tâm đọc sách, nâng cao tu dưỡng, tránh việc ra ngoài làm trò cười. Gần đây ta đọc sách, trong sách có nói rằng Ứng Thiên Tiên thích thê tử của người khác, thích kết hôn sinh con, khiến vô số nữ tử mang thai. Chuyện này có thật không? Khương Liên Y choáng váng, đây là tin đồn từ đâu ra vậy? Không sợ gặp phải nguy hiểm khi độ kiếp sao? Không nói gì khác, con của tiên nhân nào có dễ dàng sinh ra như vậy? Nếu dễ như vậy thì nàng đã sớm mang thai đứa con của phu quân rồi. Khương Liên Y nhẹ nhàng lắc đầu, phủ nhận lời đồn này. Ứng Thiên Tiên trong sạch tự trọng, chú trọng tu dưỡng, không có sở thích này. Ta còn nghe nói thời thượng cổ đã tồn tại cửu u, nắm giữ luân hồi sinh tử, định ra tuổi thọ của vạn vật sinh linh. Đây là giáo lý tuyên truyền mới nhất của cửu u giáo sau khi liên thủ với Thiên Đình giáo. Là giả, thời thượng cổ không có cửu u, cũng không có luân hồi, người chết là đèn tắt, sẽ không sống lại ở kiếp sau. Về phần Phật giáo, cuốn sách cũng nói rằng Phật giáo tồn tại từ thời thượng cổ, với vô số tin đồn truyền bá khắp vũ trụ. Đó là một thế lực hùng mạnh vào thời thượng cổ. Đức Phật trong Phật giáo tương đương với một bất hủ tiên nhân. Khương Liên Y tiếp tục lắc đầu phủ nhận. Là giả, Phật môn đúng là đã tồn tại từ thời thượng cổ. Bốn vị tiên đều có tham gia vào chuyện của Phật môn, được coi là một thế lực lớn bậc nhất, nhưng không phải là cách tồn tại mà các ngươi tưởng tượng. Ta cũng từng nghe nói ngươi cùng với Long tộc cổ tổ đại chiến khi còn là bán tiên. Bầu trời đầy sao băng, các vì sao đều bị xóa sạch. Cho dù là độ kiếp kỳ, cũng không có người dám nhìn chiến đấu ở cự ly gần. Người thậm chí còn sử dụng niết bàn tái sinh pháp, tái sinh trong ngọn lửa, tiếng phượng vang vọng khắp cả vũ trụ. Chuyện này là thật, Khương Liên Y khẳng định nói, vẻ mặt nghiêm túc. Ngay sau đó, đang chìm vào trầm tư, dường như đang hồi tưởng lại trận chiến gian khổ đó, đang thở dài, cảm thán chuyện cũ không thể truy tìm. Năm vị trưởng lão sửng sốt, từ tiếng thở dài của Khương Liên Y, họ cảm nhận được sự nặng nề của lịch sử. Đó là cảm giác cô đơn mà không ai có thể cảm nhận được. Bất hủ tiên tử giới thiệu với Lục Dương, đây là học được ba phần tinh túy của Ứng Thiên Tiên. Khương Liên Y thoát khỏi hồi ức hỏi, ta vừa rồi mới tỉnh, không biết gì về tu tiên giới ngày nay, có một chuyện cần hỏi chư vị. Chương 604. Ứng Thiên Tiên quả là huynh đệ tốt của Kỳ Lân Tiên. Khương tiền bối cứ nói, bất cứ điều gì chúng ta biết nhất định sẽ nói hết. Các người có biết vị trí có thể xuất hiện của phu quân ta, tức là yêu tiên không? Năm vị trưởng lão đồng loạt lắc đầu. Để Khương tiền bối thất vọng rồi, yêu tiên là một sự tồn tại huyền bí như thế nào? Đừng nói tới vị trí có thể xuất hiện, ngay cả manh mối chúng ta cũng không biết gì cả. Đợi đã, người gọi yêu tiên là phu quân sao? Ngũ vị trưởng lão nhìn Khương Liên Y như nhìn thấy ma. Yêu tiên và phượng tộc cổ tổ lại có quan hệ như vậy sao? Đây chính là kiến thức của đại yêu thượng cổ sao? Tùy tiện nói một chuyện cũng có thể làm đảo lộn nhận thức của họ. Tam sư tỷ phản ứng bình thường khi nàng điều khiển tấm giả thú. Khương Liên Y đã hứa với nàng chuyện này. Khi đó nàng biết được mối quan hệ của hai người, suýt chút nữa ngã xuống cùng với tấm giả thú. Khương Liên Y vốn chỉ mang lòng thử xem sao, không nghe được thông tin hữu ích cũng không bất ngờ. Xem ra phải tới Long tộc để hỏi thăm rồi. Nơi đây tập trung các thế lực lớn, trong đó có yêu vực Long tộc và Đông Hải Long tộc. Mạnh Hiền Chất, ta nghe nói ngươi ở đây. Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân và tiếng cười sảng khoái, chính là Kim tộc trưởng của Cung Kỳ tộc. Kim tộc trưởng dặn dò thuộc hạ, nếu ở yêu thành nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu thì phải nhanh chóng báo cho ông ta. Thuộc hạ không phụ sự kỳ vọng, trên đường Mạnh Cảnh Chu tới khách điếm đã nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu. Bên cạnh Mạnh Cảnh Chu là năm vị trưởng lão của Vấn Đạo Tông,
không muốn gây thêm chú ý cũng khó. Nghe nói Mạnh Cảnh Chu tới, Kim tộc trưởng không nói hai lời liền tới khách điếm đã sắp xếp cho Vấn Đạo Tông. Kim tộc trưởng suy nghĩ việc cùng kỳ của họ có tiền là vô cùng phấn khích. Ông ta tìm tộc trưởng Mạnh già nói một tiếng, người ta đã đồng ý. Tộc cùng kỳ có thể vay được tiền, chắc chắn không thể thiếu lời hay ý đẹp của Mạnh Cảnh Chu. Kim tộc trưởng làm việc rất nhanh, nghe thấy tiếng Mạnh Cảnh Chu truyền tới từ phòng khách ở giữa hành lang, không nói hai lời đẩy cửa phòng ra nói lớn: Cùng kỳ tộc của chúng ta có thể vay được linh thạch đều là nhờ vào hiền chất ngươi cả. Sau đó ông ta nhìn thấy ở giữa phòng khách Khương Liên Y cởi mũ trùm đầu vô cùng nổi bật. Hai người nhìn nhau, Kim tộc trưởng lặng lẽ lui ra khỏi phòng khách, đóng cửa lại. Khương Liên Y ngoắc ngoắc ngón tay, cánh cửa lại mở ra. Kim tộc trưởng bị một lực lượng vô hình kéo vào phòng khách, cố gắng chống cự cũng vô ích. Kim tộc trưởng không nói hai lời, nhắm mắt giơ tay đầu hàng. Quy củ ta hiểu, chuyện hôm nay ta không thấy gì cả, không biết gì cả, xin Khương cổ tổ tha cho ta một mạng. Khương Liên Y im lặng một lúc. Theo như ấn tượng, cùng kỳ tộc đều là người cứng đầu, 30 vạn năm thay đổi lớn như vậy sao? Mạnh Cảnh Chu thắc mắc. Từ khi rời khỏi cùng kỳ tộc, hắn ta vẫn luôn ở yêu vực, còn chưa kịp báo tin về nhà cơ mà. Yêu tộc bình thường không biết tới Khương Liên Y, Kim tộc trưởng là tộc trưởng cùng kỳ tộc, sao có thể không biết tới nàng? Hình tượng của yêu tiên chưa rõ, Long tộc nhị tổ chính là cường giả mạnh nhất của yêu tộc, là thần tượng của toàn bộ yêu tộc. Địa vị của hai người họ trong yêu tộc vô cùng quan trọng. Danh tiếng của đế giang thượng cổ rất vang dội, nhưng so với hai vị này thì vẫn kém hơn một chút. Long Phượng nhị tổ từng tham gia tranh tiền chiến, nhưng vẫn rất vinh quang. Đế giang thượng cổ thậm chí còn không có tư cách tham gia tranh tiền chiến. Chênh lệch quá rõ ràng. Nếu có tiểu tổ ở đây, Kim tộc trưởng chắc chắn sẽ không cầu xin tha thứ. Vấn đề không phải là hiện tại không có ai chống lưng cho ông ta. Tiểu tổ nghe nói tới đế giang thượng cổ xưng đế, thậm chí còn chẳng có hứng thú. Ông ta đối mặt với đại yêu thượng cổ cấp bậc như Khương Liên Y vẫn cứng rắn. Ông ta muốn gì? Muốn đối phương có thể làm cho ông ta một cái chết thống khoái sao? Hơn nữa mâu thuẫn giữa Khương Liên Y và tiểu tổ là ở Kỳ Lân Tiên, đó là mâu thuẫn nội bộ gia đình, hoặc có thể nói là mâu thuẫn giữa vợ và tiểu tam. Ông ta xen vào làm cái gì? Theo cùng kỳ tộc nghèo như vậy, ông ta là tộc trưởng thì phải có cách sinh tồn của mình. Nên tàn nhẫn thì tàn nhẫn, nên hèn nhát thì hèn nhát. Kim tộc trưởng thầm cảm thán. Tiểu tổ nói đúng, đại thế chi tranh này phức tạp hơn sức tưởng tượng. Cổ tổ phượng tộc đã âm thầm hồi sinh, xét tiếp việc sau lưng cổ tổ phượng tộc là Kỳ Lân Tiên, cùng kỳ tộc của họ lấy gì để tranh vị trí số 1 đây? Mà khoan đã, cùng kỳ tộc chúng ta đầu quân cho Kỳ Lân Tiên không phải là được rồi sao? Suy nghĩ tới đây, Kim gia chủ đột nhiên mở rộng đầu óc, cảm thấy tương lai rất sáng lạn. Khương Liên Y nào biết được trong chốc lát Kim tộc trưởng đã thay đổi suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng nhìn thấy cùng kỳ tộc thì tức giận, vốn định tùy tiện cho một con cùng kỳ để chút giận. Kim tộc trưởng như vậy thì nàng chút giận xong thì không hết giận, ngược lại còn vô vị. Nhìn vào mắt ta. Lời nói của Khương Liên Y như thể ẩn chứa một loại ma lực nào đó, khiến Kim tộc trưởng vô thức nghe theo. Kim tộc trưởng cùng với Khương Liên Y đối mặt, chính mình hóa thành nguyên hình, trở thành một đầu mãnh hổ lộng lẫy dang rộng cánh, xuất hiện trong một mảnh không gian trăng sáng treo cao, chân đạp biển lớn, tư cố vô thân. Trên đỉnh đầu vang vọng giọng nói của Khương Liên Y: chuyện gặp ta không được phép nhắc tới với bất kỳ ai, bao gồm cả ám chỉ và gợi ý. Khi Kim tộc trưởng tỉnh táo lại, ông ta phát hiện mình đã trở lại trong phòng khách. Chuyện vừa rồi giống như là một giấc mơ vậy. Liên Y tiền bối đã làm gì vậy? Lục Dương lén hỏi Bất Hủ Tiên Tử. Trong mắt người ngoài, Kim tộc trưởng ngẩn người một chút, rất nhanh đã bình tĩnh. Lục Dương đoán Khương Liên Y đã sử dụng một loại thủ đoạn nào đó. Đây là hình thức ban đầu của đạo quả mạnh được yếu thua, có thể khống chế kẻ bại trận phải nói gì, không được nói gì. Vừa rồi nàng bắt cô hồ nhỏ này giữ bí mật về chuyện của nàng. Cái gọi là kẻ bại trận thường phải đấu với Khương Liên Y một trận mới được. Nhưng tu vi của Kim tộc trưởng và Khương Liên Y chênh lệch quá lớn, Khương Liên Y có thể trực tiếp sử dụng đạo quả hình thức ban đầu để khống chế. Trước đây nàng ấy thường xuyên sử dụng tác dụng này. Tại sao? Lục Dương không hiểu. Giải thích thì hơi phiền phức. Bất Hủ Tiên Tử ngửa đầu lên, mắt to tròn, nhìn một lúc rồi mới giải thích. Kỳ Lân Tiên không phải thường xuyên lén lút chạy ra ngoài quyến rũ yêu tộc cái sao? Lúc đầu Liên Y lạnh mặt quát một tiếng,
Kỳ Lân Tiên liền khai hết ra những đồ động. Sau đó Ứng Thiên Tiên dạy Kỳ Lân Tiên, nói rằng là tiên nhân thì phải có tính cách điềm đạm, xử sự không kinh sợ, gặp chuyện không hoảng hốt. Kỳ Lân Tiên học được, từ đó về sau Liên Y quát hắn thì hắn không nói thật, giống như là đồ vô lại. Liên Y không đánh lại được Kỳ Lân Tiên, đối với chuyện này bó tay. Thế là tìm tới yêu tộc cái khả nghi, đánh nhau với người ta. Đánh bại người ta thì sử dụng đạo quả hình thức ban đầu để bắt người ta nói thật. Nói thật xong thì Kỳ Lân Tiên liền quỳ xuống trên kiếm trận. Lục Dương choáng váng không thôi. Kỳ Lân Tiên và Ứng Thiên Tiên quả nhiên là huynh đệ tốt. Lời nói dối là do Ứng Thiên Tiên dạy, kiếm trận là do Ứng Thiên Tiên luyện chế. Ô, ta chưa nói với người sao, chuyện làm giả kiếm trận là cũng do Ứng Thiên Tiên nói cho Liên Y và Tiểu Linh. Kỳ Lân Tiên vẫn luôn bị che mặt, còn tưởng là Liên Y và Tiểu Linh vô tình phát hiện, vô cùng hối hận về chuyện bại lộ. Lục Dương cảm thấy cục diện thượng cổ vô cùng phức tạp, ngay cả giữa các tiên nhân cũng có dấu hiệu đấu đá ngầm. Liên Y tiền bối dường như rất chắc chắn rằng Kỳ Lân Tiên vẫn còn sống. Theo quan sát của Lục Dương, trên đường đi Khương Liên Y luôn suy nghĩ về cách tìm ra Kỳ Lân Tiên. Dường như tin chắc Kỳ Lân Tiên vẫn còn sống, không bị kẻ chủ mưu hãm hại. Ngươi xem, nếu nàng xác định Kỳ Lân Tiên còn sống, vậy thì hắn vẫn còn sống. Bất Hủ Tiên Tử dừng lại một chút rồi giải thích. Ngươi còn nhớ ta đã nói Kỳ Lân Tiên thành tiên, Liên Y và Tiểu Linh không thể thành tiên chứ? Liên Y vốn có tư cách thành tiên, chỉ là Kỳ Lân Tiên thắng nàng, đi trước nàng một bước, nàng mới mất đi cơ hội thành tiên. Nếu Kỳ Lân Tiên qua đời, nàng sẽ cảm nhận được sức mạnh của đạo quả mạnh được yếu thua bị áp chế không còn nữa. Hiện tại nàng có thể thành tiên. Lục Dương bừng tỉnh. Liên Y, Tiểu Linh tình huống như vậy trong số bán tiên thuộc số ít. Thời thượng cổ có không ít bán tiên, tại sao không thành tiên? Không phải là năm người chúng ta áp chế họ, mà là những bán tiên đó căn bản không tu luyện được tới bức thành tiên, là vấn đề về thiên phú. Bất Hủ Tiên Tử có chút khinh thường những bán tiên đó, đặc biệt là đế giang thượng cổ. Thiên phú của mình không được, còn trách thời đại không tốt, nhất định phải chọn thời điểm này để thành tiên. Đây cũng là lý do tại sao Khương Liên Y và Ngao Linh được công nhận là người mạnh nhất dưới tiên nhân. Không phải vì họ có một người chồng tốt là Kỳ Lân Tiên, mà vì bản thân họ vô cùng mạnh mẽ. Việc thành tiên như vậy chỉ dựa vào nỗ lực là không được, quan trọng nhất là cảm ngộ được một chút linh quang. Lúc đầu Bất Hủ Tiên Tử cho rằng đạo quả có thể có rất nhiều lựa chọn, khó có thể quyết định, chính là vì khi đó nàng có rất nhiều linh quang. Cùng thời với Bất Hủ Tiên Tử, những bán tiên sở hữu đạo quả hình thức ban đầu, đạo quả bất hủ thì hình thức ban đầu của đạo quả bất diệt không phải là số ít. Một khi ngưng tụ hình thức đạo quả ban đầu thành đạo quả chính thức, chính là đạo quả bẩm sinh đứng vững ở thế bất bại, ai mà không muốn ngưng tụ chứ. Nhưng ngưng tụ loại đạo quả này quá khó, thậm chí nếu Bất Hủ Tiên Tử không được Tuế Nguyệt Tiên khai sáng, nàng cũng không chắc mình có thể thành công được hay không. Được rồi, ngươi về đi. Ném Kim Tộc Trưởng ra ngoài cửa, Cùng Kỳ Yêu Vương trong mắt nàng không khác gì con hổ con, không thể làm bao cát để trút giận, giữ lại cũng vô dụng. Kim Tộc Trưởng còn có tâm tư nào để tiếp tục xem lễ khai quốc? Sau khi được đại xá, nhân lúc màn đêm bò chạy về phía mộ Cùng Kỳ bái kiến tiểu tổ. Tiểu tổ, chuyện lớn không ổn rồi. Kim Tộc Trưởng lăn lộn bò trườn tìm được tiểu tổ, vừa định mở miệng thì phát hiện mình không thể thốt ra được một chữ nào. Tiểu nữ tử nhìn thấy bộ dáng này của Kim Tộc Trưởng, sắc mặt hơi thay đổi. Đạo quả mạnh được yếu thua, thủ đoạn của Khương Liên Y, nàng ấy vẫn còn sống. Thời thượng cổ, nàng cũng là một trong những yêu tộc bị Khương Liên Y tìm tới. Đối với thủ đoạn của Khương Liên Y thì không còn xa lạ gì nữa. Chu Thiên không sử dụng đạo quả hình thức ban đầu như vậy, nàng lập tức phản ứng lại, sau đó môi cong lên một nụ cười lạnh. Ta không muốn gây ra tranh chấp gì, ta chỉ cần trở thành một trong 10 thế lực đứng đầu trong đại thế. Bây giờ Khương Liên Y đã xuất hiện, vậy ta sẽ trở thành một trong 10 thế lực đứng đầu. Hết chương 604. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.